Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, tập 10 kinh Vô Lượng Thọ. Kính mời chư Tôn Đức cùng toàn thể quý liên hữu đồng tu chúng ta cùng chắp tay niệm Phật trước khi vào kinh văn. A Di Đà Phật. 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 Mời quý liên hữu để tay xuống. Hôm nay chúng ta nghe bộ kinh Vô Lượng Thọ này là lần thứ 10, là tập 10. Cứ một ngày chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ thì một ngày nghỉ, mất 20 ngày chúng ta mới được có 10 tập. Thời gian rất là quý báu, tại vì một tuần lễ chúng ta chỉ có mấy ngày, và một ngày chỉ có 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Phần trước chúng ta đã cùng nhau nghe đến danh xưng của Ngài Thiện Tư Duy Bồ Tát. Hiền Hộ Bồ Tát thì đã nói với quý liên hữu rồi. Chúng ta tiếp theo là Thiện Tư Duy. Thì phần trước cũng đã có nói, nhưng mà chưa hết về danh hiệu của Thiện Tư Duy Bồ Tát. Thiện Tư Duy Bồ Tát đại biểu cho trên đền 4 ơn nặng. Phần trước nói rất là rõ. Nhưng phần trước nói với chúng ta rằng đó là: thứ nhất là ơn tổ quốc, thứ hai là ơn cha mẹ, thứ ba là ơn Phật, thầy tổ, và cuối cùng là ơn của chúng sanh. Từ danh hiệu của Thiện Tư Duy Bồ Tát, chúng ta có thể thấy rằng tịnh nghiệp tam phước, phước đầu tiên nêu ngày thiện trong ngày Thiện Tư Duy Bồ Tát thì rất là rõ ràng, tường tận. Phật pháp kiến lập bắt đầu từ hiếu đạo, sư đạo. Nếu người này không có hiếu đạo thì người này cũng không có sư đạo. Đối với cha mẹ của họ, họ còn không tôn trọng, thì đối với thầy là cái gì mà họ tôn trọng? Hay là chúng ta phải biết ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, ơn những người tổ tiên của mình, chúng ta phải biết báo ơn. Hay là có người học Phật, cái ơn này họ làm không được, họ giữ không được. Tại sao cái ơn cha mẹ Phật lại nhắc nhiều lắm? Kinh Vu Lan cũng có nói, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện cũng càng nói cặn kẽ hơn nữa. Kinh Địa Tạng thì số lượng chữ và số lượng kinh văn thì nhiều hơn Kinh Vu Lan. Nên chúng ta thấy Kinh Địa Tạng là hiếu kinh của nhà Phật. Tại sao Phật nói là từ hiếu kinh này, từ hiếu đạo này mới tăng trưởng được các thiện pháp, sanh ra các thiện pháp được? Nếu chúng ta học lịch sử, đọc qua lịch sử ở nước Việt mình thì mình thấy khi xưa mà người chúng ta lúc đó thuộc vào thuộc địa 1000 năm, lúc đó lúc bấy giờ bị thuộc địa của Trung Quốc đô hộ chúng ta 1000 năm, chúng ta thấy những cái cuộc khởi nghĩa nổi dậy, và có khi chúng ta lại không thấy những cuộc khởi nghĩa nổi dậy. Nước Việt của chúng ta rất là trọng hiếu đạo, các bạn phải hiểu. Có Nhuận Hóa có đọc trong quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đó, có nói đời nhà, đời vua Lương Võ Đế cũng vậy.
Ông mở khóa, đó là chọn người hiền, người hiếu thảo với cha mẹ. Những người đa số phần nhiều á là có hiếu với cha mẹ thì được cho chức quan luôn, chứ không phải là nếu mà người này thi, chưa chắc họ người này không cần phải thi, chỉ cần họ có biết hiếu với cha mẹ là đều được chọn vào. Thì những người đó thì được đưa về phía nước Nam mình. Thì những người đó về phía nước Nam mình thì trong lịch sử chúng ta thấy vào những cái cuộc khởi nghĩa, không thấy khởi nghĩa. Tại sao? Người nước Việt mình tôn trọng hiếu đạo. Còn nếu mà một vị quan nào mà không thanh liêm, họ về nước Việt mình á, mà họ không thanh liêm là chúng ta thấy giống như chúng ta thấy cuộc khởi nghĩa của hai vị nữ tướng, đó là hai bà Trưng, Trưng Trắc và Trưng Nhị. Chúng ta thấy là gì? Do cái thời đó, lúc đó là cái vị làm chức quan đó lộng hành, cướp bóc của dân. Cuối cùng người nữ phải đứng lên, nữ tướng mà, đứng lên để dẹp yên. Thành ra cái người mà Trung Quốc thời bấy giờ họ rất là sợ Việt Nam. Nói thẳng là chúng ta có thể thấy đọc trong lịch sử. Tại vì thứ nhất là khí hậu ở Việt Nam họ không quen, đường đi thì hiểm trở, lòng người thì gì, họ ti, họ mình, họ nói mình á là người không có kiến thức. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận rằng nếu một vị nào mà về Việt Nam mà không có cái tư tưởng mà gì, không có tư tưởng nghĩ cho muôn dân thì họ không trụ lại ở Việt Nam được. Nhưng mà do dân họ đông, chúng ta thì vào cái thời bấy giờ là những thành ấp quan trọng, trọng điểm, Hai Bà Trưng cũng vậy, những thành trọng điểm thì bị chiếm rồi. Nên là chúng ta chỉ còn những cái thành trì mà rất là nhỏ, không thể nào chống cự lâu dài. Nên cuối cùng những cái cuộc khởi nghĩa đa số phần nhiều bị dập tắt. Rất là nhiều người đứng lên. Nên là Việt Nam mình rất tôn trọng, đó là hiếu đạo. Nếu người đó đến Việt Nam mà họ có tâm hiếu đạo thì cái người này lại lo cho dân. Họ lại nghĩ, tuy là họ có thể chúng ta nói là họ là người nước khác, nhưng khi họ đến Việt Nam thì họ xem người Việt Nam giống như người dân của họ. Họ chăm lo, họ giúp đỡ, họ giáo dục. Thì sao? Thì nước mình lại không thấy cuộc khởi nghĩa. Chúng ta có nhiều người bình luận rằng, có người nói rằng tại sao những cái thời đó lại không có những người xuất hiện để khởi nghĩa. Nhưng chẳng lẽ người Nam thời bấy giờ đa số phần nhiều hèn đến vậy sao? Không phải đâu. Họ hiểu biết, nếu bây giờ họ khởi nghĩa lên thì muôn dân phải đau khổ, nhiều người người phải đau khổ, nhiều nhà phải tan nhà, mất cửa. Còn bây giờ nếu vị quan đó họ làm tốt trách nhiệm, họ giúp đỡ dân thì họ lại không khởi nghĩa. Chúng ta phải hiểu. Nên gì? Nước Việt trong chúng ta tôn trọng, đó là đức hạnh, giáo dục, hiếu đạo. Từ xưa tới giờ, đến khi nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê thì càng chúng ta càng thấy rõ nữa. Đưa Phật giáo, giống nhà Lý, nhà Trần, đưa Phật giáo, rất tôn trọng đối với Phật giáo. Số lượng tăng ni đông để được giáo dục, những bậc thánh cũng xuất hiện. Đời nhà Lý, nhà Trần rất là nhiều. Nhưng mà nhà Lý, nếu chúng ta đọc lịch sử chúng ta sẽ thấy nhà Lý trị vì 200 năm. Đó là sự thành tựu đó. Vua đầu tiên của nhà Lý rất là thương dân. Đến cuối cùng gì? Đến cuối cùng cái vị vua sau cùng thì là gì? Trọng, chúng ta có thể nói là hoang dâm, không có đạo đức. Trọng gì? Đa số phần nhiều trọng gì? Vì dâm dục là nhiều. Nên cuối cùng mới bị mất, nhà Lý mới bị diệt. Nếu chúng ta nhìn thấy một thịnh suy của một đất nước thì chúng ta thấy đều do lòng người mà chiêu cảm lấy.
Nên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói họa phúc vốn không cửa, tùy người chiêu cảm thôi. Quả báo thiện hay ác như bóng theo sát hình, hình ngay thì bóng thẳng. Đó là quả báo của mình, toàn bộ là do mình hết. Nếu một gia đình đó tôn trọng vị giáo dục, vị nhân luân, vị con người với con người, thì gia đình này sao? Hòa thuận, trên dưới hòa mục với nhau, anh em hòa thuận, anh nhường em thì kính, người chủ phải nhân từ, tớ thì phải trung thành, bề tôi thì phải trung thành. Thành ra phải, chúng ta khi học đến danh hiệu của thiện tư duy, chúng ta liền thấy rõ gì? Giáo dục về đức hạnh rất là quan trọng cho chính mình và cho tất cả mọi người. Có người hỏi một cái câu hỏi mà nhận hóa thấy họ hỏi câu hỏi rất là hay. Họ hỏi câu hỏi là bây giờ trong nhà Phật có nói về vấn đề là làm thế nào để đất nước được thái bình, làm thế nào để con người với con người sống bình an, sống hạnh phúc hay không. Nhưng mà nhận hóa thì không có thời gian để trả lời tin nhắn, để lên đây nói luôn cho mọi người cùng hiểu. Phật Pháp có nói, chúng ta nhìn nhận ở gì? Tây phương cực lạc thế giới. Cảnh giới Tây phương cực lạc, cảnh giới của Hoa Tạng. Tại sao hai những cảnh giới của chư Phật, con người sống ở trên đó là thượng thiện nhân, những người ở trên đó tại sao họ thuận hòa với nhau, trên dưới hòa mục với nhau như vậy? Là do giáo dục thành tựu. Phật nói nếu bây giờ mà chúng ta muốn thay đổi cái phong khí xã hội này thì toàn bộ những mọi người phải quay đầu về Phật Pháp, phải học Phật Pháp. Nhưng nói với các bạn rằng để mọi người đều quay đầu về Phật Pháp rất là khó. Rất là khó để họ quay đầu về Phật Pháp. Tại họ không có thiện căn. Nếu họ có thiện căn thì họ học Phật Pháp thì đã đỡ biết mấy. Nhưng mà không thể nào mà giúp họ có cái thiện căn được. Họ phải tự thực hành. Có nhiều người á, cả cuộc đời tu tập để chỉ trau dồi cái thiện căn của mình. Có người học thời gian rồi cuối cùng lại bỏ, tại vì họ không thấy được cái lợi ích chân thật. Trong kinh Phật nói dục chững quần manh, huệ dĩ chân thật công đức chi lợi. Đức Phật vì tất cả chúng sanh ban cho cái trí huệ công đức thật sự cho mọi người để mọi người biết đến. Nhưng chúng ta không hiểu rõ và chúng ta không nắm bắt được. Muốn xã hội này thay đổi, chúng ta không họ không có duyên đối với Phật Pháp. Vậy bạn hãy dùng nhân luân dạy cho mọi người. Nhân luân giáo dục đức hạnh chúng ta dạy người. Ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức, nhân lễ nghĩa trí tính, hiếu đễ liêm sĩ. Chúng ta dùng những cái đó chúng ta chỉ cho người khác. Hiếu đễ trung tính lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình. Chúng ta dùng những cái từ danh từ đó chúng ta dạy cho người. Thành ra chúng ta hay nghe nhà Nho nói là kiến quốc quân dân giáo học vi tiên. Thế là làm một cái gì đi chăng nữa, một cái sự nghiệp gì chăng nữa, không phải nói để về một đất nước đâu, về một cái sự nghiệp gì chăng nữa, chúng ta phải gì? Lấy giáo dục làm đầu. Nay chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta lấy sự giáo dục của Phật trong kinh Vô Lượng Thọ làm đầu để chúng ta học tập. Mới có được sự thù thắng được. Còn nếu bây giờ chúng ta học thiện tư duy Bồ Tát, chúng ta đọc qua cái chúng ta không hiểu gì hết. Phật, nếu mà chúng ta nhìn nhận bằng những gì mà những vị tôn túc nói lại cho chúng ta,
và chú giải của cụ Hoằng Niệm Tổ thì chúng ta lại rất là dễ hiểu, mà gì, rất là tường tận. Nên trong Phật pháp nó là Phật pháp cao siêu, lý ẩn sâu, trăm màn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Mình phải gì? Mình phải sáng tỏ, mình phải giải được nghĩa của Như Lai thì mới hiểu được. Còn nếu bây giờ chúng ta dùng cái kiến thức của mình thì không thể nào hiểu được. Chỉ có cách là chúng ta chân thật, chúng ta làm thì chúng ta thấy những gì trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này, căn gốc cơ bản vẫn là gì? Cái mà chúng ta thực hành của bộ kinh Vô Lượng Thọ này, năm khóa mục của Tịnh Tông. Thành ra quý vị phải học thuộc năm khóa mục này. Thì khi chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ này thì chúng ta nghe đến đâu là chúng ta có thể áp dụng được. Muốn thay đổi, chúng ta muốn thay đổi xã hội này thì chính mình phải làm. Mỗi người phải tự làm cho tốt bản thân của mình. Bây giờ mình cứ mong muốn cho người khác thay đổi mà bản thân mình không thay đổi, bản thân mình không học tốt là không được. Những hóa nhớ là những vị lúc mà gặp những vị tôn túc, những vị hòa thượng, các ngài hay nhắc lắm. Các ngài hay nhắc là chỉ cần con tu tốt là được. Vậy thì tu tốt là gì? Tu là sửa, sửa cho thật tốt là được rồi. Chỉ cần sửa, mỗi ngày chúng ta sửa một ít như vậy đó, thì càng ngày càng tốt. Các ngài làm hình dáng để chúng ta có thể học hay theo. Giống Nhận Hóa nói quý vị đó, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh đó, đáng lẽ là Nhận Hóa cũng không nên nói ra. Nhưng Nhận Hóa nghĩ là nếu bây giờ không nói ra thì người đời sau người ta không biết rằng có một vị một bậc ẩn tu, người xuất gia, hòa thượng mà lại thù thắng ra đi. Muốn đi lúc nào thì đi, tự tại thông dong như vậy ở Việt Nam này. Nếu Nhận Hóa không nói ra thì thấy có lỗi, mà nói ra thì mọi người phải chân thật mà chúng ta học theo đối với hòa thượng. Nhận Hóa thấy, Nhận Hóa viết một cái bài viết đó mà có thấy nhiều người copy cái bài viết đưa lên. Mong rằng những vị đệ tử của sư ông cũng tha thứ cho Nhận Hóa. Tại vì Nhận Hóa nghĩ là bây giờ nếu không nói ra công hạnh của sư ông thì người đời sau người ta không có tín tâm. Đối với người Việt Nam mình lại nghĩ rằng mình cũng không có đủ cái thiện căn như vậy thì tội cho họ. Nên Nhận Hóa phải nói ra hình ảnh của sư ông như vậy. Nên các huynh đệ, các thầy, các sư cô cũng hoan hỷ cho Nhận Hóa. Sư ông rất là hiền từ, rất là từ bi. Đối với người nào cũng như vậy hết. Sư ông luôn luôn thị hiện nó rất là thân giáo, rất là tùy duyên. Các vị mà đệ tử của sư ông đến bây giờ cũng vậy, cũng không có để bảng hiệu. Tuy là có tên của giáo hội rồi nhưng mà không để lên. Vì muốn ẩn tu, cũng khóa chốt cửa, cũng không cho người vào. Cũng học cái hạnh của sư ông như vậy. Nên là khi về đây Nhận Hóa cũng cảm nhận được rằng mình thấy mình rất thích được con đường hướng như sư ông. Tại vì tiếp xúc với sư ông nhiều, tiếp xúc với những vị hòa thượng, các ngài ẩn tu thì mình cũng muốn như vậy. Nhưng mà nếu nghĩ bây giờ có một cái duyên thì thôi mình giúp đỡ chúng sanh bằng cái lời nói. Nên mọi người này, khi mà chúng ta nghe vị sư ông như vậy, mỗi lần nói chuyện đa số phần nhiều Nhận Hóa nhắc vị sư ông để gì? Để Nhận Hóa tự cảnh tỉnh lấy bản thân của mình. Ngài rất là bình đẳng. Ngài tuy lớn tuổi rồi, một ngày có thể ngài dành 4 tiếng thời, 4 tiếng đồng hồ ngày dạy chữ nho cho đệ tử. Nhưng khi gặp Nhận Hóa thì hòa thượng hay nhắc con niệm Phật tốt, gán cố gắng niệm Phật tốt. Sư ông cũng cố gắng, chỉ sư ông niệm Phật thôi. Nhưng mà mỗi người mỗi duyên, làm cái gì cũng tốt, họ tu cái gì cũng tốt. Anh ra lúc cuối đời sư ông tự tại tiêu sái, sư ông ra đi như vậy rất là nhẹ nhàng, bình tĩnh, thích đi lúc nào thì đi, tự tại thông dong.
ra đi, sư ông nói tâm nguyện sư ông cũng mong muốn là được thiêu, nhưng mà đệ tử nói để xây tháp để sau này có chỗ lạy, nhớ đến sư ông đến để lễ tháp. Ở đây Nhuận Hóa cũng thấy các vị đệ tử làm như vậy cũng đúng. Ngài đã giải thoát ra đi rồi thì vẫn gì, vẫn còn cái tháp đó, thì đệ tử có chỗ mà đệ tử về, đệ tử hội họp lại lạy. Mỗi lần Nhuận Hóa đi ngang qua Đà Lạt đều phải ghé vô để lễ tháp của sư ông, tôn trọng sư ông, đi ngang qua là phải vào lễ tháp thôi, tháp thờ sư ông thiện hạnh. Bởi vì chúng ta có những cái di tích giống như ở núi Yên Tử đó, chúng ta khi đi leo lên núi Yên Tử chúng ta thấy những tháp thờ những vị tổ sư, những cái tháp thờ các ngài vẫn còn đó. Đó là gì? Đó là giống như một di tích để lại cho đời sau. Đã có những vị hy sinh vì Phật giáo, hy sinh vì đạo pháp, nên chúng ta ngày hôm nay mới có hình Phật pháp chúng ta học. Đoàn thể chư tăng lúc nào cũng thanh tịnh, chư tổ thanh tịnh hòa hợp, các ngài tu pháp nào cũng vậy, các ngài không bài bác nhau. Còn ngày hôm nay chúng ta bài bác là không đúng với tinh thần của Phật pháp. Hiện ra những vị cư sĩ chúng ta cũng vậy, mình có duyên với pháp này thì mình học, họ có duyên với pháp khác thì họ học, mỗi người có duyên với pháp nào thì họ học lấy cái pháp đó, vậy mới đúng tinh thần của chư tổ để lại. Các ngài hòa hợp, chúng ta chưa từng nghe vị tổ sư bên tông phái này phê phán và chỉ trích tông phái kia, chưa thấy. Chúng ta không thấy trong Phật giáo như vậy. Tăng già còn được dịch là hòa hợp, hòa hợp chúng, một đoàn thể hòa hợp, thì chúng ta thấy các ngài giống như nước với sữa hòa lẫn vào nhau vậy. Còn ngày hôm nay nếu mình học mà mình đi bài bác là gì? Bài bác đối với pháp môn khác, chúng ta đang bán Phật. Thì ơn Phật, ơn thầy tổ làm sao chúng ta báo đáp được? Mỗi ngày chúng ta phỉ bán pháp môn khác là gì? Mỗi ngày bạn đang gì? Bạn đang bán thầy của mình. Phỉ bán thầy của mình thì không thể nào chúng ta nói chúng ta đang đền trên đền bốn ơn nặng được. Nên chúng ta không thể phỉ báng đối với những pháp môn khác họ tu. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng mình có duyên với pháp nào thì mình học. Mắt mình nè, dùng những cái gì mình học được nè, mình nhìn nhận vào cái sự việc để mình thấy rằng pháp nào dễ để với mình thực hành thì mình học thôi. Nhưng mà vì gì? Y theo đường hướng của chư tổ. Đó là giống bộ kinh này, tựa bộ kinh này đó là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đó là mục tiêu của tịnh tông. Chúng ta học, chúng ta phải học vậy đó. Có người hỏi bây giờ nếu mà hàng ngày không chuyên niệm Phật, vẫn còn niệm Phật, hàng ngày con rất niệm Phật, nhưng mà con không thể nào trụ được cái tâm, tâm chưa thanh tịnh, thì cuối đời có được vãng sanh không? Nhuận Hóa nói nếu y theo lời của Tổ Thiện Đạo, bạn chân thật, cuối đời bạn vãng sanh. Pháp môn này không đòi hỏi bạn phải chứng tam muội, hoặc là bạn phải bất niệm tự niệm, nhất tâm bất loạn. Pháp môn này chỉ khuyên mình gì? Lâm chung của mình phải không khởi được phiền não nữa, có nghĩa là phục phiền não. Thì lúc trong chung của mình 10 niệm hay là 1 niệm cũng được, mà lúc 1 niệm đó là 1 niệm chân thành với Phật thì sẽ giảng sanh được. Còn nếu lúc đó một niệm đó mà không niệm được chân thành với Phật, hoặc là không niệm được danh hiệu Phật ngay lúc đó, mà tâm cứ nghĩ vì những vớ vẩn, những chuyện khác, thì ngay lúc đó gì? Làm sao Phật hộ niệm cho mình được? Chúng ta phải hiểu. Nhưng mà nếu muốn được như vậy thì hàng ngày phải chân thật sống với Phật. Chân thật sống với Phật thì Phật lo, Phật bảo hộ cho mình. Mỗi ngày mình niệm Phật là mỗi ngày an vui, mỗi ngày niệm Phật là mỗi ngày gần bên cạnh Phật. Càng ngày càng gần với Phật thì làm sao Phật không rước mình được? Mỗi lần niệm một câu A Di Đà Phật, 25 vị Bồ Tát ngày đêm thủ hộ gia trì cho mình. Đó là sự thật trong kinh nói, không phải Nhuận Hóa nói.
Thế nên Như Lai là người nói chân thật. Như Lai chân thật. Ngài là một người chân thật. Thành ra chúng ta y theo những gì mà Phật đã nói mà chúng ta thực hành. Giống như trong kinh Thập Vãng Sanh chép, đây là trong kinh của Phật dạy, chúng ta nghe và chúng ta phải có tín tâm. Phật ngôn: nhược hữu chúng sanh niệm A-di-đà Phật, nguyện vãng sanh giả. Bị Phật tức di nhị thập ngũ Bồ Tát ủng hộ hành giả. Nhược hành, nhược tọa, nhược trụ, nhược ngọa, nhược trú, nhược dạ, nhất thiết thời, nhất thiết xứ, bất linh ác quỷ, ác thần, đắc kỳ tiện giả. Phật dạy: nếu có chúng sanh niệm A-di-đà Phật, nguyện vãng sanh, Đức Phật kia liền sai 25 vị Bồ Tát ủng hộ hành giả, dù đi hay ngồi, dù đứng hay nằm, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, chẳng cho ác quỷ, ác thần có cơ hội làm hại. Nay chúng ta không tin Phật thì chúng ta tin ai đây? Phật nói gì? Mỗi hành giả niệm Phật sẽ có 25 vị Bồ Tát ủng hộ vị đó. Dù người đó là họ đi hay là họ ngồi, dù họ đứng hay là họ nằm, dù là ban ngày hay là ban đêm, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, chẳng cho ác quỷ, ác thần có cơ hội làm hại. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật, 25 vị Bồ Tát ngày đêm thủ hộ cho mình, thì làm gì có ác thần, ác quỷ thủ hộ. Thành ra nếu ngày hôm nay chúng ta niệm Phật, tâm không chánh, chúng ta không chân thật, chúng ta niệm Phật, thì sao? Thì 25 vị Bồ Tát đó không đến. Tại sao không đến? Vì bạn không niệm. Bạn không niệm thì các ngài không đến, mà bạn niệm là các ngài liền đến. Chúng ta phải hiểu rõ là các ngài luôn bên cạnh mình. Đây là lời Phật nói. Chẳng lẽ Phật gì? Phật nói dối sao? Phật nói: Như Lai chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Như Lai là người nói chân thật, nói đúng lý, đúng pháp, nói không phải là lời nói xuyên tạc, là lời nói rất là chân thật. Hay nói Phật là người nói chân thật như vậy rồi, bạn không tin thì bạn tin ai đây? Mỗi ngày chúng ta niệm Phật, 25 vị Bồ Tát ngày đêm thủ hộ cho mình, nhưng có người lại không thấy. Khi mà Bồ Tát gia hộ cho mình thì làm gì có yêu quái quỷ quái nào mà đến hành hạ hoặc là bức bách mình được. Họ không thể làm hại mình được. Nhưng do gì? Mình chưa chân thật, chưa hết lòng với Phật. Anh ta bữa nay mình học Phật, mình phải chân thật. Phật nói có hai người rất là dễ độ. Người thứ nhất là thượng căn thượng trí. Vừa nghe xong niệm Phật không khởi bất kỳ một vọng tưởng, không khởi bất kỳ cái sự nghi ngờ nào đối với Phật, đối với những lời giáo huấn của Phật hay chư tổ dạy. Họ không nghi. Cái người thứ hai là cái người hạ căn. Hạ căn là gì? Là người chân thật mà họ gì? Họ không biết gì hết. Mình phải nói là họ ngu đó. Họ không biết gì hết. Khi nghe một người nào đến với họ giống A Đầu Ngốc vậy đó, kêu niệm Phật là niệm Phật, rồi cuối cùng gì? Họ chân thật khi họ nghe niệm Phật sẽ được về với Phật. Họ bỏ hết tất cả họ niệm. Họ niệm đến lúc mà họ vãng sanh luôn, tự tại họ ra đi. Phật nói hai người này rất là dễ độ. Còn một hạng người nữa là trung bình căn. Mình là trung bình căn đấy. Nên là người này như thế nào? Nửa nghi nửa tin. Nên người này phải nghe pháp. Nghe pháp là gì? Để chúng ta gì quay lại cho tin tưởng tuyệt đối. Khi mình tin tưởng tuyệt đối rồi, Nhận Hóa hay nói là tính tâm và nguyện tâm và hạnh tâm kiên cố rồi, thì gì? Mình không còn khởi nghi nữa. Và gì? Mình cũng không còn khởi được cái vọng tưởng nữa. Nói quý vị đó, giống như Ấn Tổ ngày hay khai thị, ngày nói giống như người ướp hương thân có mùi thơm, giống như lông não. Chúng ta để lông não vào quần áo thì quần áo cũng dính mùi lông não. Chúng ta chân thật mỗi ngày, chúng ta học chân thật mỗi ngày, chúng ta nghe pháp, chúng ta niệm Phật, lâu ngày dày tháng, tự nhiên cái hương thơm
ngắm vào người của mình, gọi là danh hiệu Phật ngắm ngầm vào người của mình, gọi là hương quang trang nghiêm. Gọi là khi mà Phật với mình đã niệm Phật lâu ngày rồi, nghe Pháp đủ số lượng rồi, gọi là đủ biết rồi, thì tâm mình bắt đầu gì? An trở lại, định trở lại. Khi tâm mình định trở lại rồi thì bắt đầu mình niệm Phật thì mình không còn vọng nữa. Còn ngày hôm nay mình niệm vẫn còn vọng, là giống như Phật nói trong kinh là mình là người trung căn, chưa thể nào giống người hạ căn mà buông hết được. A đầu ngốc đó, ông không biết gì hết, ông không biết đếm tiền, ông khờ khờ nghệch nghệch vậy đó. Có người cho ông tiền, hỏi ông bao nhiêu tiền, ông cũng cười, ông không biết bao nhiêu tiền hết. Có một cái vị trưởng giả đó thấy A đầu ngốc rất là thương, thấy khổ, bệnh khờ khạo như vậy, đem về nuôi và dạy A đầu ngốc. Sáng là con quét nhà xong con đi chặt củi xong thì con về con ngồi con niệm Phật. Thì mà A đầu ngốc ngày nào cũng làm như vậy, nhưng mà A đầu ngốc niệm Phật không được như người ta. Chúng ta gọi là do cái nghiệp đấy. Mỗi lần ngồi niệm Phật là cứ ngủ gật không à, ngồi là A Di Đà Phật, được tiếng thứ ba là nằm dài trên tọa cụ và ngủ mất rồi. Thành ra vị trưởng giả này hay cầm cái cây để đánh A đầu ngốc. Nhưng mà ông niệm được 3 năm thì lúc đó, bữa đó ông niệm thì ông lại cười, ông đứng trước tượng Phật ông cười hè 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 hè. Thì lúc đó như thế nào? Lúc đó cái vị trưởng giả đó cầm cái cây ra nói rằng: lại nữa rồi, A đầu ngốc lại làm biến nữa rồi. Lúc đó A đầu ngốc mới nói: nếu mà Ngài có thể chân thật như con thì Ngài không thể ở đây đến bây giờ đâu, Ngài đã về với Phật rồi. Thì vị này nói: A đầu ngốc bữa nay không còn ngốc nữa. Cái ngày hôm sau A đầu ngốc đi lên trên núi, đứng chắp tay hướng về phía tây niệm Phật vãng sanh. Khi thiêu ra thì rất nhiều vô số là xá lợi tử sáng chói. Tại sao họ có thể làm được? Họ tin tưởng tuyệt đối, tuy là có nghiệp nhưng mà họ gì? Họ diệt được nghiệp. Hình ra một câu A Di Đà Phật niệm là gì? Tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Có người nói một câu A Di Đà Phật tiêu được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Vậy sao mình niệm Phật lâu rồi mà chưa tiêu hết? Phật nói trong kinh, nghiệp lực của mình tận hư không biến pháp giới, nếu mà để dung chứa thì không dung chứa được cái nghiệp của mình. Mình đã tạo nhiều đời nhiều kiếp như vậy, ngày hôm nay mình mới niệm Phật thôi, hoa sen của mình mới vừa có hạt thôi, đang chuẩn bị nở chứ chưa nở. Nếu mà đã đến lúc nở rồi thì mình về với Phật có thể tự tại tiêu sái như các ngài, ra đi về với Phật. Còn nếu bây giờ chưa được như vậy thì phải chân thật. Chúng ta không cầu rằng chúng ta sẽ đạt nhất tâm hoặc là đạt được tam muội, chỉ cầu rằng gì? Khi nhắm mắt, khi lâm chung của con vừa nhắm mắt liền diện kiến A Di Đà Phật, được Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta chỉ cần nguyện như vậy thôi là được rồi. Quý vị, chúng ta khi học Phật Pháp cũng như vậy, chúng ta phải có lòng tin. Nếu mà không có lòng tin thì không được. Hình như nếu mà tin được như vậy rồi đó thì chúng ta sẽ được cái gì? Mới gọi là trên đền bốn ơn nặng. Ơn thứ ba là ơn Phật, ơn Thầy Tổ, chúng ta mới làm được. Còn nếu chúng ta chưa tin được như vậy thì vẫn phải cố gắng. Anh nói trong kinh Phật cũng nói, đó là nguyện thứ 19, dạy cho mình. Thành ra mình phải quyết định là phải tin tưởng tuyệt đối, đừng có nghi. Cho dù bây giờ mình, cái người niệm Phật xen tạp ở những cái ý niệm lăng tăng, nếu lâm chung người này chân thật rồi đều có thể về với Phật được. Nên các bạn yên tâm, pháp môn này Phật rất là từ bi, mở rất là nhiều cánh cửa. Nhưng mà muốn như vậy thì hằng ngày phải cố gắng niệm Phật, chân thật niệm Phật,
Khi các bạn biết pháp môn này tốt rồi thì những hóa nghĩ không ai là không tu pháp môn này. Vì pháp này là pháp dễ tu. Nói quý vị là dễ, là Phật mở cho mình phương tiện, đó là thập niệm cuối cùng, là niệm nguyện thứ 18. Lâm chung nếu mà không có ai hộ niệm cho mình, có Phật niệm cho mình. Nếu mình niệm một câu A Di Đà Phật lâm chung được, có Phật bên cạnh. Mình phải có tính tâm như vậy. Có nhiều các bạn hiện tại đang ở Sài Gòn đó, các bạn giờ rất là khổ đi. Thật sự các bạn ở Sài Gòn bây giờ khổ lắm, Bình Dương cũng khổ lắm. Nếu bây giờ các bạn có ra đi chăng nữa, ai mà hộ niệm cho các bạn được. Nhưng các bạn phải tin tưởng rằng Phật không bỏ mình. Phật nói trong kinh chỉ cần niệm được một câu A Di Đà Phật lúc lâm chung, Phật sẽ đến tiếp dẫn mình. Nếu mà lời nói đó mà sai thì làm sao Phật A Di Đà thành Phật được. Đó là nguyện thứ 19. Bây giờ Nhận Hóa đọc lại cho quý vị để chúng ta có thể gì tường tận nhớ rõ, để tăng trưởng tính tâm của mình hơn. Văn ngã danh hiệu, phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thối, phục dĩ thiện căn hồi hướng. Nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú già bất đoạn, lâm thọ chung thời. Ngã giữ chư Bồ Tát, chúng nên hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, tác A Di vị trí Bồ Tát. Nghe danh hiệu ta phát bồ đề tâm, tu các công đức, phụng hành sáu ba la mật, kiên cố chẳng lui sụp, lại đem thiện căn hồi hướng nguyện sanh cõi ta. Nhất tâm niệm ta ngày đêm không dứt, lúc lâm chung ta cùng các Bồ Tát hiện đến đón trước mặt, trong khoảnh khắc liền sanh cõi ta làm bất thối chuyển Bồ Tát. Đây là nguyện thứ 19. Ngài nói gì? Lúc lâm chung ta là A Di Đà Phật, chính A Di Đà Phật cùng các Bồ Tát hiện đến trước mặt, trong khoảnh khắc liền sanh cõi. Ngài nói là cõi ta, có nghĩa là cõi Tây Phương Cực Lạc, làm bất thối chuyển Bồ Tát. Vậy thì bạn không tin thì bạn tin ai đây? Đây là nguyện thứ 19 của bộ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy đó. Ngài nói làm những cái công đức. Bây giờ chúng ta không làm được gì, chúng ta tùy hỷ. Phật nói gì? Công đức của người tùy hỷ bằng với công đức của người người thực hành. Tại sao nó bằng? Các bạn phải hiểu, vì tâm của cái người họ không làm được nhưng họ chân thành với những người đi làm. Người đi làm họ gì? Họ chân thật họ làm. Người ở nhà họ chân thật, họ cung kính, họ tùy hỷ. Không phải là tùy hỷ bằng gì? Bằng miệng thì nói tùy hỷ, trong tâm thì trách rằng mình không đi làm được. Đó là gì? Đó không phải là tùy hỷ. Tùy hỷ là hoàn toàn tin tưởng và thấy người đó đi làm mình vui. Nên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói đó, thấy người khác thành công vui như mình làm được. Có thấy người đó thành công, mình phải vui như người ta làm được. Đó là gì? Đó là tùy hỷ. Thấy người ta làm được việc thiện, mình cũng phát tâm tùy hỷ, vui vẻ theo. Mình đang làm công đức đó. Thập Đại Nguyện Vương mình đã làm đó, thì phải chân thật mình làm. Ngài nói người đã làm được vậy rồi thì ngày đêm nhất tâm niệm ta, ngày đêm chẳng dứt. Cái là ngày đêm chúng ta thường xuyên chúng ta niệm danh hiệu Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Chân thật chúng ta thực hành, chân thật chúng ta niệm, ngày đêm chúng ta niệm như vậy đó, thì lúc lâm chung Phật A-di-đà và Bồ Tát đến tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Nếu Bồ Tát và A-di-đà Phật không đến tiếp dẫn mình thì Phật A-di-đà đã không thành Phật. Nói với quý vị, trong kinh đã nói rồi, Đức Phật A-di-đà hiện tại thành Phật đã 10 kiếp. 10 kiếp đây chính là con số viên mãn, chứ không phải là nói mới 10 kiếp. Đây là nói thật, sự thật cho mình biết rằng Phật A-di-đà đã thành Phật đây quá lâu rồi. Và Ngài đã thành Phật rồi thì những nguyện của Ngài đã thành tựu rồi. Thì nguyện đã thành tựu rồi, ngày hôm nay chúng ta nguyện cái nguyện của Ngài.
Nguyện gì? Nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật không nghi. Sợ nhất là lòng nghi. Chỉ cần có một niệm nghi thôi đã không cho mình cản trở mình về Tây Phương Cực Lạc. Huống gì là nhiều cái mối nghi. Phải tin tưởng chính mình. Nhưng mà tin tưởng không phải là ngã mạn. Quý vị phải hiểu, tin tưởng không phải là ngã mạn. Tin tưởng, nguyện, nguyện nhưng không phải là mong cầu thái quá. Quý vị càng phải hiểu. Nên tại sao phải nói rằng các bạn học kinh Vô Lượng Thọ này, mỗi ngày chúng ta học một ít, chúng ta học nhiều rồi, lúc đó tính tâm của chúng ta không còn bị dao động nữa. Nguyện cũng không dao động và hạnh cũng không dao động nữa. Bộ kinh này là trí tuệ của Phật mà. Hình như chúng ta tin tưởng Phật, chúng ta thực hành, chúng ta thành Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đó là gì? Đó là báo đáp ơn thầy tổ, ơn Phật. Tại Phật Thích Ca ngài nói cho chúng ta tha thiết như vậy. Những người hành trì pháp môn này trong giáo pháp của ta, họ là đệ tử đệ nhất. Nếu người nào không tin câu nói này, đọc kinh Vô Lượng Thọ đi sẽ thấy. Vậy thì chúng ta không tin Phật, chúng ta tin ai? Chúng ta tin Phật. Đó là chúng ta tin thầy của chúng ta. Đó là gì? Là A Di Đà Phật. Sư đạo cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta được một vị thầy giáo hóa cho mình, không đích Phật, và ban cho họ, ban cho những vị thầy đó quyển kinh, họ có thể thực hành theo và họ nói theo. Và những người đó họ cũng tôn trọng đối với thầy, đó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đối với A Di Đà Phật. Nay thầy của mình cũng tôn trọng đối với Phật, thì mình bây giờ cũng phải tôn trọng đối với Phật. Nếu bây giờ thầy mình nói không đúng mà Phật trong kinh nói đúng thì mình phải nghe Phật. Phật là hoàn toàn không có sai. Hãy nói chúng ta nghe Phật là chúng ta tôn trọng thầy. Nên trong kinh Phật có nói rằng gì? Y pháp bất y nhân là cái chỗ đó. Y theo Phật pháp. Chúng ta học Phật không thể nào để chúng sanh khổ đau được. Chúng ta phải về Tây Phương Cực Lạc, rồi chúng ta đến thế gian này, chúng ta lại gì? Lại giúp đỡ người khác, dùng giáo học của Tây Phương Cực Lạc để cho mọi người được bình an, hạnh phúc. Bây giờ mỗi nhà đều đau khổ hết, chúng ta cũng đâu có vui. Thật sự chúng ta cũng đâu có vui nào, nỗi nào như vậy. Hạnh gì mỗi ngày niệm Phật, đem những phước lành làm được hồi hướng trên đền bốn ơn nặng. Đó là ơn thầy tổ rồi đó. Ngày hôm nay nếu bạn đối với Phật pháp bạn phỉ báng thì bạn không có sư đạo. Nên tuyệt đối không bán, không bán pháp, không phỉ báng chánh pháp. Phật pháp chúng ta học rồi, chúng ta không hủy báng. 84.000 pháp môn, giống như ngài Liên Trì nói, 12 bộ dành cho người khác ngộ, 8 muôn tế hạnh dành cho người khác hành. Dành cho người khác hành đó, ngài chữ gì? Ngài chỉ chuyên trì hồng danh A Di Đà Phật. Còn ai muốn thực hành giáo pháp nào họ hành, chúng ta không hủy báng. Anh đã vị hòa thượng Nhuận Hóa hay kể là sư ông hay nhắc làm biểu pháp là không phỉ báng. Người này không thích học Phật, họ muốn làm người, chúng ta chỉ họ làm người. Phật đó, Phật từ bi lắm. Người nào muốn làm Phật, Phật dạy thẳng cho họ cách làm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Người này không muốn làm Phật, họ muốn làm thanh văn, Phật lại chỉ cho họ làm thanh văn. Phật không phân biệt. Người này không muốn học Phật pháp nữa, Phật dạy cho học thập thiện nghiệp đạo, làm người cõi trời. Họ không muốn làm người cõi trời, họ nói làm con người vẫn còn vui, kiếp sau tôi nguyện tôi vẫn làm người. Phật dạy cho họ giữ năm giới, giữ thân người. Phật từ bi như vậy. Nên mình gì? Phải học Phật, phải học trí tuệ của Phật và đường hướng của Phật đi, mới đền đáp được ơn của Phật, ơn thầy tổ, ơn Phật. Cuối cùng là ơn chúng sanh. Có người nói ơn chúng sanh, chúng sanh là cái gì phải báo ơn? Họ làm gì được cho mình đi báo ơn họ? Xã hội này
chúng ta đang là một cái gì, một cái nhân duyên hội tụ với nhau. Mỗi người có một cái nghề trong xã hội, và mỗi người gì, mỗi người đều có duyên với nhau, hòa hợp với nhau. Phật nói họ là anh em của mình, là chân tay của mình, chúng ta không thể thiếu được. Những người trong xã hội này nó, họ là gì với mình? Họ là chân tay của mình. Có thể ngày hôm nay cái người đó họ ghét bạn, bạn cũng không thù họ, họ là anh em với mình đó, họ là chân tay. Vậy thì cái nguyên lý Phật nói chân tay với mình, họ là một thể với mình, thì phải làm sao chúng ta dễ hiểu đây? Ngày hôm nay chúng ta một cái áo nhận hóa, cái y này nhận hóa cũng không tự may, cái y này nhận hóa phải nhờ những người khác họ may giùm. Những người khác may cái y này cho nhận hóa, họ lại gì? Họ lại nhờ những cái người dệt vải để dệt ra tấm vải, rồi họ mới may được cái y. Những người thợ dệt vải hàng ngày họ phải ăn để sinh sống. Họ ăn cái gì đây? Họ ăn lúa, họ ăn rau, họ ăn gì? Những thức ăn. Mà thức ăn đó ai trồng? Người nông dân trồng ra. Nếu bây giờ không có người nông dân thì cũng không có người dệt vải, không có người dệt vải thì cũng chả có tấm y này. Quần áo của các bạn cũng vậy. So sánh đối với cái nhà, ngày hôm nay mình có một cái nhà để mình ở, ai xây cái nhà này? Mình tự xây à? Thợ xây. Có các bác thợ xây đến xây nhà của mình ở. Họ xây cho mình ở. Nhưng những bác thợ xây đó, họ cũng đâu có tự làm ra cát, mà phải có người mua cát. Và gì? Vật liệu xi măng cũng có phải công ty để làm. Mình đối với họ như thế nào? Mình nhờ họ xây, mình giúp họ về đời sống của họ, là cho họ gửi gì? Họ làm cho mình, mình gửi trả công cho họ là tiền. Họ lấy tiền đó họ lại chăm lo cho gia đình của họ. Nên Phật nói xã hội này là anh em của chúng ta, xã hội này là một cái duyên hòa hợp với nhau. Ngày hôm nay chúng ta không biết được, chúng ta dung dung tự đắc, có người tự đắc rằng không có người trên thế gian này họ vẫn sống được, đó là sai. Phật nói với mình đó là duyên của chúng ta. Duyên này như thế nào? Chúng ta là một duyên hòa hợp. Trong 12 nhân duyên Phật nói rất là rõ. Thành ra ơn chúng sanh, Phật nói chúng sanh có ơn với mình. Ngày hôm nay mình ăn thức ăn, nhất là người ăn chay, mà các bạn phải gì? Phải giữ giới chuồng chay. Cuộc sống này các bạn mới có thể hạnh phúc được. Mỗi ngày các bạn ăn thịt thì càng mỗi các ngày các bạn khổ đau. Đây là nhận hóa chân thật. Có nhiều người nào mà chưa ăn được, cố gắng mình giảm bớt, nhưng mà ít nhất phải 10 ngày, ít nhất 1 tháng, 10 ngày. Em nhận hóa nói không 10 ngày đâu, 10 ngày ít quá, 20 ngày trong 1 tháng. Các bạn phải làm được như vậy. 10 ngày chúng ta ăn chay, 20 ngày chúng ta ăn thịt, cái nghiệp này vẫn còn, sát nghiệp này vẫn còn. Thế nên người học Phật phải gì? Đoạn sát sanh. Người nông dân á, họ rất là kỹ rõ cái chỗ này hơn những người làm kinh tế. Họ muốn trồng rau thì họ phải có phân bò, con động con vật họ cũng giúp cho họ được. Con trùng, nơi nào có trùng nhiều thì gì? Đất cát tốt, đất tốt thì mới có trùng. Thế nên mọi thứ ở thế gian này Phật nói với chúng ta đó là do nhân duyên. Chúng ta bị cộng nghiệp do cái phước lực của mình giống tương đồng với nhau. Có những người họ giàu sang hơn mình, họ phước báo lớn hơn mình. Nhưng mà Phật nói gì? Mình vẫn cái phước của mình cũng giống như họ, nhưng được cái là họ hơn mình thôi. Chứ họ, nếu mà cái phước báu của họ là thập thiện thì họ đã sanh về người cõi trời mất rồi. Họ không ở nhân gian này đâu, vì họ không đủ cái phước để họ nhận lấy ở cõi trời, nên họ phải tụt xuống nhân gian để họ ở, họ làm người. Súc sanh thì phước báu kém hơn mình, đọa làm súc sanh. Ngày hôm nay mình còn sát hại chúng,
mai mốt chúng đầu thai làm người lại, họ lại sát hại mình. Ngày hôm nay mình giết chúng, mai mốt chúng giết mình, rồi vì mình trách chúng. Khi mình bị người ta giết rồi, bắt đầu mình trách những người bị giết mình, rồi bắt đầu gì, họ lại gì, oan oan tương báo, không bao giờ dứt được. Thành ra Phật nói chúng ta mỗi người học Phật phải gì, phải trên đền bốn ân nặng. Ơn của chúng sanh chúng ta phải nhớ nghĩ. Ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây. Thành ra ông bà có nói ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mình ăn một cái trái cây thì mình phải biết gì? Mình phải biết cái người đã tạo ra cái trái. Thành ra hồi xưa ông bà nói đúng là trí tuệ. Đó là mình có thể gọi là thánh hiền xưa. Mình nói những câu nói đó là những câu nói, tuy là những câu nói nhân gian, nhưng những người xưa họ nói lại rất là hay. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ngày hôm nay mình được ngồi ở đây là do những người khác đã hy sinh cho mình. Nếu những người đó họ chưa ra đi thì họ vẫn còn hiện hữu, họ vẫn hy sinh cho mình. Để mình được bình an, mình sống trong ngôi nhà này thì mình phải nhớ ơn của họ. Mình đã nhớ ơn của họ rồi, mỗi ngày mình đi chửi họ thì đâu có lý đó. Nếu mà bây giờ xã hội này không có ai hết, chỉ một mình sống lẻ loi, thì ai lo cho mình đây? Áo không có mặc, không tự dệt được thì không có mặc, rau không tự trồng được thì lại không có ăn. Bởi vì Phật nói ơn chúng sanh mình phải nhớ. Thiện tư duy Bồ Tát dạy cho mình là gì? Phải thực tập. Hằng ngày phải tư duy, nhớ niệm về bốn ơn nặng này. Đem công đức phước lực của mình làm được bao nhiêu, hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh. Đó mới hợp với thiện tư duy Bồ Tát. Còn nếu ngược lại thì không được. Anh nói chúng ta phải hiểu danh hiệu của thiện tư duy. Nếu bây giờ nhận hóa không nói ra, chắc có một số người chắc đọc kinh cũng không có biết được thiện tư duy là cái gì. Tại vì quý vị không nghe Pháp. Ngày hôm nay quý vị nghe rồi đó, quý vị hiểu rồi đó. Nhưng mà không phải nghe một lần đâu. Mỗi ngày quý vị nghe, cảnh giới nó liền thay đổi. Ngày hôm nay cũng một cái băng đó, quý vị nghe tập này nhận hóa nói chuyện, quý vị nghe một ngày, quý vị thấy khác. Quý vị nghe lần sau lại thấy khác nữa. Đó là gì? Là do cảnh giới trong tâm của mình thay đổi. Thay đổi chỗ nào? Tập khí mình giảm dần. Thành ra nhận hóa cảm ơn quý Liên Hữu rất là nhiều. Nếu nhận hóa nói chuyện quý Liên Hữu không có người nghe thì nhận hóa không nói chuyện. Nhưng mà nhờ quý Liên Hữu nghe nhận hóa nói chuyện, nên khi nhận hóa nói thì giống như Pháp Sư Đế Nhàn nói, là Ngài không ngờ Ngài có thể nói được như vậy. Nó là nhờ Phật lực gia trì nên nhận hóa có thể nghe và nhớ lại được những gì mình nói. Xong rồi nhận hóa lại nghe lại những gì mình nói chuyện thì thấy khác xa với những cái gì mình hiểu biết. Mình đâu có hiểu biết rộng rãi như vậy đâu. Nên hoàn toàn, nhận hóa nói hoàn toàn là do nhân duyên với nhau thôi. Pháp Sư Đế Nhàn khi xưa các ngài không có băng ghi âm, nên khi ngài ở trên pháp tòa ngài giảng pháp thì lúc đó đệ tử ở dưới ghi lại, ghi chép lại lời của thầy và đưa cho thầy xem. Thì lúc đó Pháp Sư Đế Nhàn ngài xem xong ngài nói: đây là ai nói đây? Cái nói: dạ đây là lời của thầy nói. Cái Pháp Sư Đế Nhàn mới nói: à đây là lời của tôi nói à, tôi nói được những lời này à. Ngài còn bất ngờ, tại sao lên đây tam bảo gia trì, khi cái người nói chuyện là họ gì? Họ nhờ nhân duyên của những người nghe. Còn đây nhân duyên những người nghe, họ không nghe thì nhân duyên người nói chuyện cũng không được. Là không có duyên thì tự nhiên lời nói nó không có lưu xuất ra được. Thành ra tùy theo duyên của mỗi người. Hiện tại bây giờ có thể 10 người nghe, mười mấy người nghe, thì mỗi người có một cái duyên với Phật. Nên Phật gì? Giúp cho cái người đó có thể biểu đạt được cái lời nói, để cho những người đó họ nghe, họ có thể dễ hiểu hơn. Thành ra quý Liên Hữu đồng tu, chúng ta cùng nhau gì? Hướng đến Phật. Chúng ta tôn trọng Phật. Chúng ta học là học Phật, học trí tuệ. Nên khi những gì nhận hóa nói, có khi là nhận hóa nói sai, quý vị cũng phải nhắc. Thành ra có nhiều người, có vị Phật tử đó cũng nhắc nhận hóa:
là bạch thầy, thầy nói chuyện nhưng giọng thầy khàn quá, con nghe nó không được trong trẻo như những vị thầy khác. Nhận hóa nói giọng nhận hóa không được hay. Nhận hóa chỉ chân thật nói với mọi người. Nếu mà giọng nhận hóa hay chắc nhận hóa làm ca sĩ mất rồi. Thành ra do giọng không được hay nên cũng không thể làm đi cúng kiến được. Thành ra có nhiều vị thầy có cái giọng chất giọng giống như các vị thượng tọa, các ngài giọng hay lắm. Ngài thượng tọa Trí Thoát, ngài Lệ Trang, các ngài Thượng Lệ Hạ Trang, giống thượng tọa Thượng Trí Hạ Thoát, các ngài cái giọng rất là hay, nên các ngài có thể làm được điều đó, dùng cái pháp âm của các ngài tụng kinh người ta nghe rất là hay. Còn nhận hóa thì cái giọng dở ẹt à, nói chuyện này nhiều lúc cũng không hay, nhưng mà được cái chân thật, nhưng mà có người nghe thì họ rất thích, họ rất thích. Thành ra lúc mà cô ở ngoài Bình Định á, cô nói lúc mà nghe thầy nói chuyện năm 2016 là con rất là có cảm tình, con muốn làm sao để tiếp cận nhưng mà lúc đó không dám gặp, tại vì sư phụ cũng không cho Phật tử tiếp xúc với các thầy nhiều, các chú nhiều nó con không gặp. Sau này khi biết thầy ra ngoài rồi thì con rủ mấy người bạn già, tại cũng gần 70 tuổi rồi mà, để đi kiếm, mình đem theo đồ ăn rồi mình đi về Bình Dương, hỏi thầy ở chỗ nào để mình kiếm thầy, để mình gặp thầy, xem thầy hiện tại ở đâu để gặp thầy, để đi tìm thầy. Thầy nghe thầy nói chuyện, tuy thầy nói không có hay nhưng giọng nói của thầy rất là cảm động, nghe cái là rất là thích. Thì họ tính đi tìm, nhưng mà mấy cụ kia thì già hết rồi, nói tờ tôi với bà mà đi tìm chắc tôi với bà chết nửa đường quá. Nhưng mà gì, không cần phải tìm, khi cái duyên nó đến rồi thì tự nhiên nhận hóa gặp họ. Thì lúc đó nhận hóa không còn ở trong chùa nữa. Nên đó mọi thứ gặp nhau đều là nhân duyên. Nên đó nhận hóa rất là quý những vị mà dám nêu ý kiến lên giúp nhận hóa có thể thay đổi từng ngày. Nhưng mà cái chất giọng là nó thuộc về cái phước đức đời trước. Đời trước chắc cũng bỏng sẻn pháp nhiều. Nên khi nhận hóa học Phật, trải qua mấy tháng đầu tiên, giống như người trong nhà Phật gọi là giống như người ngu, người điếc, nghe cũng không hiểu gì, học cũng không hiểu gì, học thì không vô, nghe cũng không vô. Vậy mà cứ gắn tai phone nghe pháp của hòa thượng giảng, giảng đến ngày đó tự nhiên mình cảm giác mình, lúc đó tự nhiên mình thấy mình hiểu rồi. À, tự nhiên mình hiểu ra, chứ thật sự mà nói chắc do đời trước bỏng pháp, đời trước không tán thán người, đời này cái giọng nói không được hay, nên đời này nhận hóa muốn nói dùng cái miệng này tán thán người khác lại, để mình gì, sám hối cái nghiệp trướng đời trước của mình, tán thán chư tôn đức, những vị nào tốt tán thán những cư sĩ nào tốt mình tán thán Phật pháp, sám hối ăn năn cái tội lỗi xưa. Hồi xưa đời trước chắc là bỏng pháp, đời này không dám bỏng, biết gì nói hết hoạch tẹt cho mọi người nghe. Chúng ta dùng cái câu nói rất là dễ nói, Nhân Hóa nói có gì nói thật ra hết cho mọi người cùng hiểu. Chúng ta học Phật học chánh tính, không hề học mê tín. Nếu mà có mê thì đó không phải là Phật pháp. Nên thành thử ra học Phật là học chánh tính. Những nghi lễ, những nghi thức trong tôn giáo, nếu chúng ta có thể học, có thể hiểu thì đó là gì? Đó chính là giáo dục. Mỗi quy định khi định ra, giống như tổ Bá Trượng lập ra thanh quy của Tòng Lâm cũng như vậy. Đó là gì? Đó là giáo dục. Những cái nghi lễ trong Tòng Lâm cũng là giáo dục. Nên chúng ta đừng nhìn thấy con mắt thiển cận của mình nhìn đó rồi thấy đó là mê tín. Cái nên thấy mấy thầy, có một số thầy lập chai đàn cúng thì các bạn, có nhiều người phỉ báng các thầy đó, nói thầy xưa Phật không cúng mà các thầy đi cúng. Đây là nhận hóa thấy. Nhận hóa nói quý vị chúng ta đừng có nhìn mắt phàm phu. Các ngài dùng là gì? Là dùng những cái mà cúng kiến ngày hôm nay nghi lễ có,
là gì? Do hội tập lại những gì Phật nói ra. Nên chúng ta đừng tùy tiện mà bài bác. Nếu tùy tiện bài bác thì bốn ân nặng chúng ta làm không được đâu. Đây là thiện tư duy, chúng ta học tiếp theo. Thiện tư duy Bồ Tát, tiếp đến là Huệ Biện Tài Bồ Tát. Huệ Biện Tài Bồ Tát này cũng là vị Bồ Tát ở phương khác đến. Nơi phương Nam cách đây 500 ức thế giới có một thế giới Phật hiệu Bảo Tích Thiện Hiện Như Lai. Có một Bồ Tát tên Tịch Tịnh Chuyển, tức là Huệ Biện Tài, sanh vào nhà đại cư sĩ Tự Sư Tử trong thành Xá Vệ. Đây, vị này đến từ phương Nam, nơi của Đức Phật Bảo Tích Thiện Hiện Như Lai. Vị Bồ Tát ấy tên là Tịch Tịnh Chuyển, tức là Huệ Biện Tài. Ngài sanh vào nước Xá Vệ, trong thành Xá Vệ. Thành ra chúng ta thấy á, Ngài hiền hộ thì Ngài sanh là thành Phương Xá. Còn Ngài thiện tư duy thì sanh trong cung vua A Xà Thế. Còn Ngài Huệ Biện Tài thì sanh trong thành Xá Vệ. Các ngài đều đến ủng hộ Phật khi Phật Thích Ca Mâu Ni xiển dương pháp môn Tịnh Độ này. Các ngài như mây lành nhóm đến. Một pháp hội trang nghiêm thù thắng như vậy, tất cả những vị Bồ Tát mười phương đều phải tụ hội về. Thành ra chúng ta phải thấy rõ ràng một điều, như thế nào pháp môn này là pháp môn quan trọng. Nếu không quan trọng thì không, những vị này sẽ không đến số lượng quá đông, quá nhiều như vậy. Vì thời mạt pháp sau này, pháp môn có dễ thực hành nhất là pháp môn này. Để chúng ta thực hành, nên chúng ta nêu danh của Ngài Huệ Biện Tài. Vừa đọc đến Huệ Biện Tài Bồ Tát thì chúng ta phải hiểu rõ rằng người có trí tuệ chân thật mới khéo biện tài. Còn nếu không có trí tuệ chân thật, cái biện tài của mình là giả, không phải là thật. Các bạn phải hiểu, nếu biện tài mà gì, biện tài được mà không có trí tuệ thì mang đến gì, tà kiến biện tài, thì cái này càng không hợp lý. Thành ra hòa thượng có kể Ngài Khổng Lão Phu Tử, khi Ngài nhận chức quan thì Ngài giết một cái vị đó. Hình như Ngài giết cái vị Thiếu Chánh Mão đương thời. Cái vị này là gì? Hòa thượng nói, ông có biện tài. Khổng Lão Phu Tử nói không lại ông nên giết ông. Tại sao giết ông? Cái biện tài của ông là tà tri tà kiến. Vào thời bây giờ thì chúng ta không được như vậy, không làm được như vậy. Nhưng mà thời xưa thì Khổng Lão Phu Tử Ngài làm như vậy. Tội của ông là tà tri tà kiến. Chúng ta nghĩ tà tri tà kiến là cái gì? Đem cái lầm lạc đến cho người khác, dạy cho người khác gì? Bất hiếu cha mẹ. Đối với thầy tổ như thế nào? Không tôn kính thầy tổ. Làm những việc đó là ngũ nghịch, thập ác. Giết cha hại mẹ, hại thầy, đối với đất nước thì gì, hại với quốc gia. Người này thường xuyên là gì, nói những lời không tốt về nhà nước. Chúng ta nói là gì, về một quốc gia. Họ chuyên đem cái tà tri tà kiến để đầu độc đến người khác. Nên Ngài Khổng Lão Phu Tử nói ông này không thể nào để được. Thành ra chúng ta nói Huệ Biện Tài dạy cho mình, người có trí tuệ mới có thể biện tài, không có trí tuệ không thể nào biện tài được. Trí tuệ là ở gì? Ở tu và thực hành mà có. Từ nhất hướng chuyên niệm, phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, A Di Đà Phật mà có. Y theo Tự Kinh Vô Lượng Thọ, bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng, chánh giác từ bi thì mới
là biện tài chân thật. Còn nếu mà bây giờ mình có biện tài mà mình đi phỉ báng là không phải là biện tài chân thật. Anh đã nhận hóa thấy có nhiều người họ học, đây là nói quý vị, nếu mà chúng ta có thì chúng ta sửa. Họ học pháp môn tịnh độ, họ bài bác những cái pháp môn khác. Này nãy nhận hóa cũng có nói rồi, nay nhắc lại, tại danh xưng của Ngài cũng có ở trong đây. Học pháp môn này rồi nhưng nhiều lúc gì bài bác cái pháp môn khác, đó là gì? Đó là người tà tri tà kiến. Nên chúng ta thường nghe là gì? Thời mạt pháp này tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Những vị nào là tà sư? Có nhiều người không hiểu, người ta nói tà sư là mấy ông thầy. Các bạn hiểu quá nhầm, hiểu quá ít. Tà sư là ai? Là những cái gì mà khiến cho mình khởi tâm, động niệm, sanh ra gì? Sanh ra những các ác khí. Đó là tà sư. Ngày hôm nay thấy người ta nói xấu cái người kia, mình vừa nghe tâm mình liền động, mình gì đi nói xấu theo họ, đó là tà sư. Những vị đó là tà sư. Những vị đó gì? Có nhiều người họ đến dạy bạn, ngày hôm nay anh phải ăn thịt chúng sanh anh mới khỏe được, đó là tà sư. Phật dạy với mình là như thế nào? Phải học gì? Thanh tịnh bình đẳng giác. Học trí tuệ của Phật, nhìn nhận gì? Sát sanh là tội nghiệp, không tạo, không học theo cái đó thì được. Còn nếu mà những gì mà làm cho mình ô nhiễm, hay là mình đi chợ gì, cái gì mình cũng thích, cái gì mình cũng mua, là gì? Những đồ vật đó là tà sư. Làm cho tâm mình động là tà sư. Hình như quý vị khi mà nghe cái câu đó, quý vị nói tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Quý vị nói với nhiều ông thầy nói chuyện rất là tà sư, đó là quý vị sai. Nên nó nhận hóa đính chính cái lời nói này lại cho quý vị hiểu. Người thì có người này người kia, chúng ta không quơ đũa cả nắm như vậy. Có nhiều người người ta nói, đối với nhận hóa họ nói như vậy đó, nhận hóa hay nói lại. Nên cũng phải nói là có nhiều người cũng không thích nhận hóa là cái chỗ đó. Vì nhận hóa nói thật, không muốn bạn đọ vào địa ngục đâu. Ngày hôm nay bạn phỉ báng thầy đó, nếu thầy đó nói trái lời Phật thì nhận hóa không biết có đúng hay không. Nếu mà đúng thì thôi mình cũng không nói, nhưng mà mình nói với những Phật tử là đừng học vị thầy đó. Vị thầy đó dạy mình gì? Bất hiếu cha mẹ, đừng có học vị thầy đó. Chứ đừng có gì, đừng có hủy báng. Mình giống như thiện tài đồng tử vậy đó, đi tham học các ngành các nghề. Có người gì thì hiện là gì? Sân hận, ngài đảnh lễ tôn kính mà không tán thán. Đặc biệt không tán thán những người gì dạy cho mình bất hiếu cha mẹ. Ngày hôm nay nói bây giờ thả hội này tân tiến rồi, ai mà cổ hủ mà còn yêu thương cha mẹ mà kính trọng cha mẹ nữa, thì những người đó chúng ta gì? Chúng ta liền không tiếp xúc những người đó. Đặc biệt như vậy, quý vị phải hiểu. Những người đó khiến mình gì? Tăng trưởng tà tri tà kiến, nên chúng ta không học những vị đó. Những vị nào dạy mình, giúp cho mình có thể tăng trưởng một đời này chúng ta gì? Thứ nhất mình làm người tốt, thứ hai mình làm hình dáng cho gia đình mình cũng trở thành một người tốt. Xã hội này từ gia đình của mình, gia đình nhỏ của mình hòa thuận tốt rồi, cảm đến làng xóm xung quanh, họ học theo được, gia đình họ tốt, xã hội cũng nhờ đó mà an. Muốn an thì phải tự bản thân mình làm đi. Nên nhà Nho mới nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là chỗ vậy. Tu thân chính là tu bản thân mình, rồi mới gì gọi là tề gia. Bản thân mình thực hành đã, rồi mới nói đến là dạy cho gia đình mình. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ có nghĩa là gì? Một gia đình tốt rồi, ảnh hưởng làng xóm láng giềng thì gì? Trị quốc bình thiên hạ là thiên hạ thái bình nhờ gia đình này hòa. Mà gia đình bữa nay không hòa, hai người còn cãi lộn thì lấy gì mà hòa? Anh đã học Phật là gì? Nếu mà mọi người có gì? Học lục hòa kính,
kiến hòa mọi người đồng giải với nhau. Nguyên một gia đình chỉ có một ý niệm thôi, đều có một cái chung, một cái lý tưởng lẽ sống, đó là về Tây Phương Cực Lạc. Thì gia đình này bảo đảm là lục hòa, làm xã hội thay đổi theo gia đình này. Còn mỗi ngày mỗi cãi lộn, mỗi ngày học Phật, gặp nhau là nói xấu người này, nói xấu người kia, thì làm sao mà có thể mà thay đổi được? Gia đình mình không thay đổi thì hàng xóm láng giềng cũng sẽ không thay đổi. Thành ra những vị thuyết pháp tà sư là những vị thuyết pháp gì? Trái với đạo đức làm người nhân lân, thì chúng ta không nghe. Những vị thuyết pháp như thế nào làm khiến mình khởi tâm động niệm? Đó là cư sĩ cũng như vậy. Nên người đó đến nói với bạn, bạn niệm Phật, giống như cái cô ngoài Bắc nói, cái vị đó niệm Phật nói là bạn niệm Phật là bạn đã là Phật rồi đó, bà là Phật rồi đó, bà phải tin tưởng như vậy. Bà đã là Phật rồi, bà không cần niệm Phật nữa đâu. Đó là gì? Đó là tà sư. Phật nói đó là tà sư đó. Nếu mà mình tin vào họ là mình chết. Phật dạy cho mình ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân. Nếu mà chúng ta là những vị Phật tương lai, nhưng mà do mê hoặc mà bây giờ vẫn còn làm thân phàm phu, chứ không phải là nói mình là Phật, niệm một câu A Di Đà Phật mình đã là Phật rồi, mình là Phật thật rồi, thì đó là sai lầm. Phải hiểu là mình là Phật, tâm mình vốn dĩ cũng có thể thành Phật, nhưng mà do mê, Phật là do giác mà thành, mình là do mê nên không thành Phật mà vẫn còn ở đây, chưa có đủ thần thông. Phật nói gì? Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Ngày hôm nay ngay gia đình mình còn không biến hóa được thì nói gì mình là Phật? Phải hiểu rõ vấn đề này. Nên chúng ta phải nắm rõ là gì? Phải có trí tuệ chân thật. Vậy trí tuệ huyền chân thật ở đâu? Lấy tựa kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác mà học. Nghe nói với quý vị, bình đẳng có nghĩa là đối với pháp môn mình hiểu rõ. Phật nói chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Có lẽ Ngài nói ý là gì? Chỉ có một mình pháp nhất thừa là pháp thành Phật, không có pháp hai hay ba, hay là tiểu thừa, hay là gì hết. Chỉ có một pháp nhất thừa đó là thành Phật. Nhưng mà do căn tánh của mỗi người sai biệt nên thành đưa ra học pháp môn khác, chúng ta không có đủ cái căn tánh như vậy. Chúng ta thấy Lục Tổ Huệ Năng khi đến Ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, thì Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ông từ đâu đến? Ngài nói tôi con từ Lãnh Nam đến. Ngài Ngũ Tổ mới nói người Lãnh Nam mà cũng muốn học Phật à? Ngài mới nói rằng người thì có Nam có Bắc, Phật tánh thì không phân biệt Bắc Nam, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Ngài nói với Ngũ Tổ như vậy. Ngũ Tổ thấy người này căn tánh là thượng căn, thượng trí. Hay là chúng ta thấy nếu chúng ta như vậy không được, mỗi ngày chúng ta gì? Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Còn là gì? Trong tâm chúng ta mỗi ngày sanh phiền não. Càng lớn tuổi càng phiền não quý vị ạ. À, chúng ta càng ngày càng lớn tuổi thêm, nhất là mỗi người lớn tuổi, càng ngày lớn tuổi thì bắt đầu càng có những nỗi khổ về thân. Chúng ta không sanh được trí tuệ, bởi vì chúng ta không làm như Lục Tổ thì chúng ta không học những cái pháp đó. Chúng ta học cái pháp mà đơn giản nhất, đó là pháp môn tịnh độ. Mà cái đường tịnh độ này rất là dễ đi, dễ đi mà không ai đi, dễ còn hơn về cõi trời. Mà chúng ta không chịu đi, vậy thì chúng ta như thế nào đây? Tự mình phải suy nghĩ. Nếu quý vị tự mình suy nghĩ rồi, tự mình hiểu rồi, thì Nhuận Hóa tin chắc rằng quý vị không bao giờ bỏ niệm Phật, và quý vị rất trân trọng cái những gì quý vị đang được học.
từ bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Còn ngày hôm nay mình chưa trân trọng đến bộ kinh Vô Lượng Thọ này là do gì? Là do mình chưa hiểu nên mình chưa trân trọng. Đến một ngày nào đó bạn nghe kỹ, bạn nghe lâu ngày rồi, tự nhiên gì bạn trân trọng với pháp môn này. Lúc đó bạn có hạnh phúc. Hạnh phúc ở gì? Huệ dĩ chân thật công đức chi lợi. Nó là gì? Ở trí tuệ chân thật. Công đức ở trí tuệ chân thật. Thành ra trí tuệ mà Ngài nói đây chính là chúng ta gọi là công đức. Trong công đức thì có phước đức và trí tuệ viên mãn ở trong đó. Thành ra không sai lệch. Thành ra trí tuệ này chính là công đức. Sanh ra, mà từ đâu sanh ra? Từ định mà có. Quý vị phải hiểu, từ họ dùng giới chính là quy củ. Nhất hướng chuyên niệm phát Bồ Đề Tâm, một lòng chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật, đó là giới, là quy củ, là giới. Khi mình niệm Phật lâu ngày rồi, giống như Đại Thế Chí nói hương quang trang nghiêm, như người ướp hương thân có mùi thơm rồi. Khi mùi thơm bắt đầu gì? Do mình niệm Phật lâu ngày thì gì? Tâm tánh của mình gần giống như A Di Đà Phật, là mình đã hưởng được một chút hương của Ngài rồi thì gì? Tâm liền bắt đầu an vui, bắt đầu định trở lại. Thì trong định phát sanh ra trí tuệ. Tuệ là ở định mà có. Thành ra chúng ta học kinh này thì chúng ta thấy rồi đó. Ngài nói với mình gì? Cái người có trí tuệ chân thật mới có thể biện tài được. Còn ngày hôm nay không có định chân thật là bạn, tuy là có, bạn có gì? Bạn có thông minh, không gọi là trí tuệ. Bạn có thông minh, bạn có biện tài, nhưng mà gì? Nhưng mà cái đó là cái hại cho bạn. Tà trí tà kiến, lúc nào cũng bán người khác, thì cái đó là tà trí tà kiến. Thành ra ngày Lão Tử ngày nói, người thông minh đời nay khéo biện tài hay gặp họa, hoặc là bị người khác thậm chí đến mất mạng, là do gì? Do hay vạch ra cái lỗi của người khác. Người khéo hùng biện đời nay là hay mắc họa, mắc họa liên miên, hoặc do có thể đến mất mạng là do hay nói xấu lỗi của người khác. Vậy thì chúng ta nói cái người thông minh mà Lão Tử nói là người này không có trí tuệ. Nếu có trí tuệ rồi thì họ sẽ làm được lục hòa. Nếu có trí tuệ rồi thì họ gì? Họ sẽ hòa hợp chúng được. Họ sống ở môi trường nào họ cũng hòa được đối với người. Họ đi đến đâu họ đem hạnh phúc cho người đến đó. Còn nếu họ học Phật mà chúng ta đi đến đâu đem khổ đau cho người thì không nên. Anh đây, đây là nhận hóa chia sẻ thật sự. Anh đây lúc mà nhận hóa có mấy Phật tử họ nói, thầy làm từ thiện, thầy làm các việc thiện nhiều, phóng sanh, cũng như thấy thầy giúp bà con nhiều, sao thầy không kêu gọi Phật tử ủng hộ thầy? Chứ thầy đâu mà thầy làm dữ vậy? Cái thầy mới nói rằng á, thầy không thể nào để cho người khác khổ được. Không thể nào để cho người khác khổ được. Mỗi người họ đến với nhận hóa, tuy là không trực tiếp đến tại nơi đây, nhưng họ gì? Họ theo dõi mình, họ theo dõi nhận hóa, họ theo dõi những việc làm của hai thầy và các cụ ở trong đây. Họ tùy hỷ công đức. Ngày hôm nay mình đưa lên như vậy, kêu gọi như vậy, họ bắt đầu họ tủi thân. Nói mình quý thầy mà mình không làm gì được cho thầy, bắt đầu gì? Họ tủi thân, trong lòng họ sanh ra buồn. Mình là người học Phật không thể để người khác buồn vì mình được. Một chút cũng không để người khác buồn. Nên chúng ta gì? Phải tùy hỷ công đức với nhau. Thầy làm được gì thì gì? Quý Phật tử cùng nhau tùy hỷ công đức làm. Không có thì cứ tùy hỷ là được. Nhận hóa đã nói rồi, trong kinh cũng có nói là gì? Người tùy hỷ bằng với cái người đi làm. Mình không có thì mình không cần phải giống người khác đâu.
Anh Nhẫn Hóa nói, Nhẫn Hóa không giống người khác. Nếu mà Nhẫn Hóa đi kêu gọi thì Nhẫn Hóa không phải là Nhẫn Hóa rồi. Vì Nhẫn Hóa là Nhẫn Hóa, Nhẫn Hóa không thích kêu gọi người khác, tự mình làm. Tại vì mình đã đi đến đâu, mình phải đem an lạc cho họ. Mình hóa giải như vậy, mà mình đem đến đâu, đem gì, đem làm cho người ta buồn rầu tới đó, thì mình thấy trước là mình đã buồn rồi đó. Mình kêu gọi gì là mình đã buồn rồi đó. Thành ra mình không kêu gọi. Làm cái việc gì cũng vậy, tùy hỷ nhau mà làm. Anh Nhẫn Hóa hay nói, có nhiều Phật tử người ta gọi điện, người ta nói vậy, Nhẫn Hóa nói cho hiểu. Có nhiều người thì họ kêu xin và họ gửi tùy hỷ. Nhẫn Hóa cũng hay nói rằng nếu quý liên hữu không có thì tùy vào lòng phát tâm của mình, tùy hỷ cũng được. Không phải là Nhẫn Hóa chê các bạn, nhưng mà vì quá thương. Bây giờ dịch bệnh như thế này ai cũng khổ đau hết. Thành ra bây giờ nếu mà mình làm mà mình để họ khổ đau với mình thì mình không nên. Người học Phật mà còn muốn người khác khổ đau nữa thì học cái gì đây? Học Phật là học trí tuệ, học Phật là đem an lạc cho người khác. Ngày hôm nay mình trái ngược lại, học Phật không học trí tuệ mà học Phật lại đem cái buồn đau đến người khác, thì Nhẫn Hóa không làm được. Việc này Nhẫn Hóa không làm được. Thành ra hồi xưa ở trên chùa, khi mà có mấy huynh đệ hay chơi chung với nhau, mỗi lần mấy huynh đệ có chuyện gì xích mích thì một tớp huynh đệ thì Nhẫn Hóa hay nói chuyện. Thì hai người cãi lộn, Nhẫn Hóa vô nói chuyện thì nói mỗi lần mà cãi lộn mà gặp ông này xong là khỏi cãi nữa. Nói đặt cho Nhẫn Hóa là hóa giải là đúng rồi đó. Đi tức là không làm cho họ cãi nhau được nữa. Nhẫn Hóa nhìn nhận rõ ràng, nếu mà một người, hai người đánh nhau đều là do tâm kiêu ngạo của mỗi người. Hai người chửi nhau cũng vậy, người này chửi, người kia tức quá chửi lại. Nên vì hai người đều cao hơn nhau, học Phật mà cao quá thì hai người đều sai. Nên Nhẫn Hóa nói nếu mà người ta chửi anh mà anh nhịn được thì gì? Công phu anh có. Anh học Phật là gì phải khiêm tốn. Ngày hôm nay anh không khiêm tốn, anh nghĩ anh cao hơn người ta, anh chửi là người ta, thì vì cái người kia họ đã sai rồi, mình cũng sai luôn. Phật nói với mình như thế nào? Có người nói với Phật, Phật nói gì? Rất là ấn tượng. Ngài nói, nếu nay ngửa mặt lên trời, chúng ta phun nước miếng lên trên trời, nước miếng lại ụp vào mặt của mình, không dính vào người khác. Giống như vậy, nếu bữa nay bạn chửi người ta không nhận, nước miếng đó bạn nhận chứ là ai? Những cái ác nghiệp, ác khẩu của cái miệng mình nói ra, mình chửi người ta không nhận, mình nhận hết những cái hậu quả đó. Gia đình mình khổ đau, mỗi ngày chúng ta, hàng ngày chúng ta chửi người, gia đình mình không bao giờ hòa được, nói với quý vị. Nên cái miệng này rất là ghê gớm. Nên có cái tục ngữ rằng tục rằng lưỡi bén hơn dao, một lời nói đoạn bao nghĩa tình. Hiện nay chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái lời nói mà nói làm cho người khác khổ đau được. Đó là gì? Người phải có trí tuệ, họ sẽ khéo biện tài dẫn dắt người khác đi vào đạo. Chúng ta học Phật cũng vậy, phải khéo dùng trí tuệ của Phật đi dẫn dắt người khác. Chúng ta không giống như những người ở ngoài thế gian, họ ngửa mặt lên trời, họ chửi ở trên bầu trời, họ phun nước miếng lên trời, cuối cùng gì, họ nhận lấy hết tất cả khẩu nghiệp, họ nhận lấy. Ngày hôm nay họ chửi mình không nhận, mình cứ bình thường, mình trong tâm mình cứ niệm Phật thôi. Thành ra huệ biện tài Bồ Tát mọi người chúng ta phải thực hành. Hôm nay chúng ta học đến danh xưng của huệ biện tài Bồ Tát. Bây giờ 8 giờ, hạnh quý vị phải chân thật nắm rõ chỗ này. Chúng ta có trí tuệ thì chúng ta mới gì, biện tài. Còn nếu bây giờ chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta biện tài, thì chúng ta phải gì, căn cứ vào trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác này mà chúng ta biện tài. Là có thể biện tài giống như nói quý vị là gì, giúp đỡ người khác,
y theo tựa kinh Vô Lượng Thọ này, thanh tịnh bình đẳng giác mà chúng ta giúp người. Nếu mà quý vị đi ngược lại những gì Nhẫn Hóa nói thì các bạn gây thù chuốc oán với người khác, thì chính bạn nhận lấy những gì bạn làm, bạn nói, bạn phải nhận hậu quả những gì bạn làm. Bởi vì học Phật là học trí tuệ, nên người đã có trí tuệ rồi thì không thể nào khổ đau được. Nên Lão Tử mới nói gì? Đạo của thánh nhân là đạo không tranh với người. Vì họ không tranh với đời, không tranh với người, nên cũng không ai tranh được với họ. Họ đâu có tranh đâu mà người khác tranh với họ. Vì họ không tranh với đời, không tranh với người, nên cũng chả ai tranh cho họ được. Có dù có tranh với họ đi chăng nữa, nhưng họ cũng chả có buồn giận, cũng chả có tức tối. Vì sao? Vì họ không tranh với người. Chúng ta phải hiểu cái chỗ này thì chúng ta mới làm được đó Huệ Biện Tại Bồ Tát. Ra buổi nói chuyện đến đây kết thúc. Kính thỉnh chư Tôn Đức cũng như toàn thể quý linh hữu đồng tu chúng ta cầu chắp tay lên để chúng ta niệm Phật và hồi hướng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật.